Cái điều mà từ trước giờ Kỳ Lăng muốn nói với khách hàng đó là tất cả sản phẩm bên trong Kỳ Lăng lót bằng da cá mập là chủ đạo nhất. Tức là thường ít khi nào ai đã chọn cái da cá mập để làm mặt lót bên trong bởi vì giá thành rất là cao. Cho nên độc và đặc biệt, nên là cái dây nó sẽ không bị lượm thượm, không bị vướng ra ngoài. Ví dụ như thường, ví dụ như không có cái này thì mình gài vào nó sẽ lượm thượm nó vướng nè, hoặc không có móc này nó cũng lượm thượm vướng lên tới đây. Nhưng mà Kỳ Lăng cũng thiết kế luôn cái phần gài giữ lại đó. Kỳ Lăng chào tất cả quý khách. Chắc chắn rằng quý khách sẽ thắc mắc tại sao Kỳ Lăng lại cầm một cái túi xách nữ, đúng không? Bởi vì Kỳ Lăng đang review giới thiệu sản phẩm đến với tất cả quý khách thân yêu của Kỳ Lăng. Vâng, đây là một cái túi xách Kỳ Lăng mới vừa hoàn thành. Một cái siêu phẩm. Thật sự luôn, Kỳ Lăng cực kỳ háo hức và cực kỳ phấn khởi khi chính bản thân mình đã ra được sản phẩm mà mình cực kỳ hài lòng. Cực kỳ phê. Kỳ Lăng dùng được phê bởi vì nó quá đã, quá đẳng cấp, một mẫu cực kỳ đẹp. Và quan trọng nhất là cái chất da này cực kỳ đẳng cấp luôn. Một cái chất da này nó là thuộc dạng độc bản luôn, màu cực kỳ đẹp. Màu rất đẹp và rất sang. Và đặc biệt hơn nữa là ở bên trong vẫn là da cá mập. Tại sao Kỳ Lăng dùng thì đặc biệt mà vẫn là? Bởi vì cái điều mà từ trước giờ Kỳ Lăng muốn nói với khách hàng đó là tất cả sản phẩm bên trong Kỳ Lăng lót bằng da cá mập là chủ đạo nhất. Vì da cá mập là một loại da rất là cao cấp và da nhập nữa. Và rất nhiều hãng khác người ta dùng da cá mập để làm mặt ngoài, nhưng đối với Kỳ Lăng chọn da cá mập siêu cao cấp này để làm mặt trong. Đó là điều đặc biệt. Một cái sản phẩm đặc biệt bên ngoài là da độc bản về cá sấu rồi, và bên trong độc bản về da cá mập. Tức là thường ít khi nào ai đã chọn cái da cá mập để làm mặt lót bên trong bởi vì giá thành rất là cao. Cho nên độc và đặc biệt trở nên một siêu phẩm. Và đặc biệt hơn nữa là hoàn toàn handmade bởi Kỳ Lăng Luxury. Cho nên là độ hoàn thiện nó rất là chỉnh chu, cũng như chất lượng trở nên tuyệt đối. Từ chất, cách thể hiện và cách hoàn thiện, cũng như độ thẩm mỹ và chất lượng của da. Đặc biệt logo bằng vàng nguyên khối đúc đặc và ba viên kim cương thiên nhiên. Cái này là sách đi nha. Sách đi. Và nếu như mình muốn dùng dây đeo thì có thể được luôn. Và dây đeo này có thể tăng chỉnh được theo mỗi người. Đó, theo mỗi người. Đây, cái chỗ này tăng chỉnh này. Giống như dây nịt, dây thắt lưng của mình á. Mình muốn chặt rộng thì do cái móc chỗ này. Và có sau khi gài vào xong thì nó có một cái chốt giữ đây lại nữa. Cũng rất là hay. Giống y như dây thắt lưng. Đây. Xong rồi xỏ vào đây. Nên là cái dây nó sẽ không bị lượm thượm, không bị vướng ra ngoài. Ví dụ như không có cái này thì mình gài vào nó sẽ lượm thượm nó vướng nè. Hoặc không có móc này nó cũng lượm thượm vướng lên tới đây. Nhưng mà Kỳ Lăng cũng thiết kế luôn cái phần gài giữ lại. Đó. Kỳ Lăng là con trai, là người đàn ông. Nên bây giờ mình review thì cũng thôi mượn hình tượng này, mà dáng dốc cũng đẹp, cũng rất là mignon nữa, nên được xin phép là Kỳ Lăng ra thử cho quý khách xem nha. Vẫn ổn đúng không mẹ? Vẫn ổn. Đây là một clip review thôi nha, nên mong là quý khách xem vui. Và rất nhiều mẫu khác tại kho mẫu, tức là kho về chất liệu da, kiểu dáng da có tại showroom, cũng như trên website của khách. Nếu ở xa thì lên website chọn lựa, hoặc là thông qua mình làm việc online qua Zalo, cũng là số hotline luôn 0901 247 247, hoặc là quý khách ở gần thì đến trực tiếp showroom để chọn lựa. Và quý khách với việc duyệt mẫu và chất liệu, Kỳ Lăng sẽ hoàn thiện thành phẩm để bàn giao cho quý khách. Vâng, một lần nữa Kỳ Lăng cảm ơn tất cả quý khách hàng, tất cả quý bác, tất cả quý anh chị thân yêu đã xem clip của Kỳ Lăng. Kỳ Lăng chúc toàn thể tất cả quý khách, những người đang xem, những người sẽ xem và những người sắp tới xem video của Kỳ Lăng thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công và đồng hành cùng với Kỳ Lăng nha. Và hãy ủng hộ Kỳ Lăng bằng cách subscribe kênh YouTube này, cũng như đăng ký theo dõi trang fanpage này để cập nhật nhiều video sản phẩm hấp dẫn đẳng cấp đỉnh cao sắp tới nữa nha. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.